Oh yeah, quá đẹp luôn. Đấy thì đi một nửa đường rồi anh các bạn. Ồ, nó thấy mình cái nó bu lại mình đó, nó. Vài bữa làm món cá sao? Ồ, giống như cái cảnh tướng của người đi. Không, anh ôm luôn. Đó, thấy chưa? Không phải chống cái gậy. Coi bu không nha. Có bu. Đúng không? Bu lên liền này thấy không? Đó, nó búng lại liền ha, không nó búng lại á, đây nè, đây nè, nó búng lại nè chưa. Ở đấy thì đi một nửa đường rồi anh các bạn. Ồ, nó thấy mình cái nó bu lại mình, nó chạy lại phía mình đúng không? Dạ, nó có hơi giống con sông đỏ, con đỉa nhưng mà nhỏ hơn. Nó chạy phía mình liền không, nhanh không? Nó bay lên thăm hỏi sức khỏe mình liền nè. Đứng đây, con đứng đó là cái buông rồi, con cầm một đống thăm hỏi đó. Sức khỏe liền luôn á, nhanh luôn á. Con đừng ra, con bảo chú bảo là con ngồi lên đây luôn á, đừng lên mấy chỗ này luôn á. Đây là một loại nấm, không biết là nấm gì, nhìn nó rất là lạ, mới nhìn tưởng là cái gì à. Đây nè, xoài rừng nè, đây là trái xoài rừng nè, à, đây là cái cây này là cây xoài hả, cây xoài luôn nè, xoài rừng. Lúc nãy mà con đi vào rừng á, con không thấy cây đó, may là cánh ra được. Đó, đi giống như sơn kìa. Đây là một cái tổ ong mà lần đầu tiên mình thấy, nó rất là lạ luôn nè. Ồ, giống như cái căn cứ của người ngoài hành tinh hả? Nó chỉa ra thành cái ống vậy luôn á hả? Đúng không? Ừ, giống như cái vòi vậy đó. Nói nè, nè. Hả? Ong nó vô đó. Rồi đi. Đó. Nhà mình có đó chứ mà. Đây nè. Ngâm ở trong cái vườn thực vật của mình á, xung quanh chỗ mình á, nó có rất nhiều nhá. Ừ, cái này trong tự nhiên. À cái ơi. To mà nó thẳng tắp luôn hả? Ừ, thẳng tắp luôn. À, muốn muốn hái trái ơi là chặt cái cây này xuống là thấy đó. Nhà đây có chuyện gì để nói đâu hả? Nhím rất là voi voi à. Ừ, hồi nãy giờ mình mới thấy nó nè. Cô ve và voi á, hồi nãy giờ mới thấy. Cô lì ghê không? Lì như vắt á. Rồi búng nó đi rồi. Nè. Bay. Bay. Ồ khóc chịu bay luôn kìa. Bo lại anh ơi, anh ơi bo lại à. Anh lấy bo nó lại. Anh tâm luôn. Bo lại đó rồi bây giờ. Bo viên lại, bo viên lại. Cù, lì ghê không? Lì như vắt á. Rồi búng nó đi rồi. Hồi nãy mới bị con nó hút rồi. Té ra là mình cũng bị bắt cắn. Chú giờ chú trị qua trước hả? Ai qua trước? Nó quất mình hồi nãy mình bắt ra được một con đang hút máu. Té ra là cuối cùng. Đây nữa nè, đây nữa nè. Đây nữa nè. Rồi, ok. Bây giờ mình lên trước để hỗ trợ mọi người đúng không? Bấm quay này, con để vậy được rồi á, đang bấm quay. Rồi cho mày lên hẳn thế này, một là lên hẳn thế này, hai là đi xuống hẳn thế kia. Cả con được mấy cây của mình nha, dừng góc, dừng một góc, gòn vào. Mấy cái cây mình các bạn mua mấy cam á, dừng gòn nào, chủ nhà con di chuyển lên. Xong rồi vào. Đây là cái
cột lại không trọng. Không, anh ôm luôn. À, bây giờ là anh để ba lô lên đây hả? Dạ. Rồi, ba lô của bạn nào bỏ chuyện đi ạ. Rồi, ba lô này. Từ từ, các bạn hãy đứng từ từ. Bác Quân sẽ... Rồi, bác Quân qua trước để hỗ trợ mọi người cầm giùm bác cái gói từ bé này. Rồi leo lên để hai chân đây hả? Đúng rồi, anh leo hẳn lên đây. Hai mày đưa chạy ra cho bác Quân lên thế nào? Từ từ nha. Có mày cười gì hết. Quay phim giùm ba cái coi. Rồi đang bấm quay này, con để vậy được rồi á, đang bấm quay. Rồi cho mày lên hẳn thế này, một là lên hẳn thế này, hai là. Rồi anh lên đi, đang anh lên đi. Cả có nhờ mấy cái của mình nha. Dừng một góc còn vào. Mấy cái mấy các bạn đưa mấy cam ạ. Dừng còn nào, chúng ta con di chuyển lên. Khoan. Cái ba lô để cần cột lại không cái trọng? Không, anh ôm luôn. Ôm luôn hả? Vậy phải không? Anh dỡ hai tên đang ngoài luôn. Vậy hả? Rồi, rồi chưa? Anh dỡ hai chân ra ngoài luôn. Đúng rồi, hai chân được đúng rồi, thoải mái. Kéo quân đến trường phải băng qua trường. Đi cáp treo ha, quá đã. Tới được trường thôi, anh phải khóa bên đó, anh phải khóa bên đó. Anh chuồng bên đó đó, cứ gồng khi đó anh mới được bên đầu giấy, ừ, có giấy kẹo được. Hôm qua hả? Xuống đây hả? Xuống đây được, chưa tới, phải tới chút nữa. Để tới cục đá luôn đúng rồi. Tụi con thử đi nha, cho con thử nha. Con tự đi. Cái ở này tự đi chứ chẳng có hai xe. Nếu mà gặp mẹ gắn đèn đỏ thì anh kẹo quá phu em. Wow. Rồi ok. Đi chốn. Có sắp hàng từ lửa đến bể. Anh ơi, từ bể lên lên. Rồi, mẹ nào lên cung à? Phụ huynh phải đi cung à? Được, anh hai đi. Chủ tư quá nên đỏ anh cầm giấy kẹo quá thôi anh hiểu không? À, anh đừng ngồi chỗ đỏ thôi. Ai biểu cái tội sợ cây okay, gì? Rồi. Hết dây rồi. Hết dây rồi. Rồi. Cứ phải lên người mới bể. Không, con bỏ lên đó không được, bỏ sát vào. Đúng rồi, không. Đâu bóp nào. Đợi, bóp. Đợi bể lên như này. Tèo. Không, cho ban ấy lên luôn đi. Ban ấy. Hai ban lên luôn. Mai á. Tuyệt mai lên luôn con. Được rồi, cắt vô ba lô đi. Cắt điện thoại vô ba lô đi tèo. Cắt vô ba lô đi. Ừ. Thôi qua luôn. Qua lên luôn. Thì lỗi. Bánh chi lên. Thì lỗi. Chạy lên chạy.
Chào chú, bye bye. Khoan. Đây. Khoan, kéo lên chút nữa. Rồi, ok, rồi, xuống. Từ từ, một đứa. Đúng điểm. Đúng điểm, từ từ nha con, từ từ nha. Mẹ sợ độ cao. Mẹ sợ. Cẩn thận, dấp dây kìa, dấp dây. Rồi, dấp dây kìa, tị. Rồi. Oh yeah, quá đẹp luôn. Tới luôn. Rồi, bước xuống này, bước xuống cục đá. Dịnh. Rồi, ok. Điện thoại có bỏ túi rồi không? Đúng rồi. Ok, tốt rồi, đưa vô ba. Giỏi. Đó, đua dây rất là nhanh. Đi vô trong đây đi. Chưa xuống hả? Để Tèo. Thôi coi chừng nó trượt xuống dưới đó đó. Ồ, đã hả? Suối đẹp ghê không? Tèo. Rồi, xuống suối thôi. quên quay tắt kịp đã mà quên quay. Thấy rồi chú, con chụp ngay chú. Bước cái tô dữ quá. Bước cái tô ghê luôn ha. Tô rất là mạnh luôn à. Con này là bữa chiên giòn nè. Đúng rồi. Bữa nay mới thấy nó nè. Sao nó bị mắc càng hả? Hết nó đi vòng nó thả thử ra chưa đến thả ra nè ở đây nó kiếm cái càng á mà bị cái này câu nó ăn rồi không cả nó bị đủ đây đủ thôi cho mày về vài bữa làm món cá sao. Tèo. Tèo kìa. Nhiệm vụ. Đây nè. Bitch. Rồi đem giục luôn, giục được không? Mưa quá trời mưa. Có thằng kê, nhóc kê đi lên rồi. Đây.
cái ổ ong nhìn nó rất là đẹp luôn á. Nó giống như một cái cây kiếm đưa ra, giống cái hàng đưa ra đó. Ong nó bay vô bay ra đó à, quá trời kìa. Ủa, mà chuẩn bị nó bay xuống á thầy, cẩn thận. Ủa cái này là cái hạt gì á, tròn tròn vậy ta? Hạt cam. Đẹp quá hả? Bẻ đây cho. Giặt cho nó mọc lên. Thôi để đây cho nó lên, mình lấy chi cho nó. Ghê vậy hả? Dạ. Ok, để cho nó nằm đi, 100 năm nữa nó có cây. Đây đi, để chờ bạn Sơn lên cái. Đi. Rồi Sơn lên trước đi, Sơn lên trước đi, chơi đi chung với chỗ Trâm Anh đi. Đúng không? Bắt con nữa. Nhỏ xíu à. Ủ dạ. Bấm vô chơi vô tay liền luôn á ông, nhanh ghê không? Nó người được mua. Bấm vô. Nhưng mà nó hút máu liền không? Nó muốn hút máu liền không? Chưa mà phải không? Nó lúc lắc thôi. Lúc lắc thôi. Cái kia nó búng liền hả không? Búng liền không? Nè. Đúng rồi, cái vòi đó đó, cái vòi đó nó hút đó, nó búng lên nè. Búng nhanh ghê luôn á. Búng cực kỳ nhanh luôn. Đó, búng luôn không? Rồi, hồi nãy giờ là tới thăm mình như vậy đủ rồi nha. Bây giờ mình bye bye ha. Tạm biệt ha. Nóng đã quá. Tuyệt vời.